Hello, chào các bạn. Tiếp tục hội họp nhưng hôm cái trong cái video này mình quay bằng cái Sony ZV1 mình mới vừa khui luôn á. Rồi mình bỏ thẻ nhớ rồi bắt đầu mình đang quay. Thì không biết là các bạn coi thử coi cái chất lượng trong cái video này quay bằng Sony ZV1 coi nó có gì khác với cái video vừa rồi hay không ha. Cái video vừa rồi mà khui cái ZV1 á lại quay bằng cái Note 20 Ultra, tức là mình khui cái này ra rồi mình lấy cái này mình lại quay cái khác. Rồi, đây là video khui hộp được quay bằng cái Sony ZV1 và coi cái mặt mình coi nó láng hay không, nó làm đẹp như thế nào, rồi nó lấy cái nét của những cái sản phẩm mình sẽ quay, sẽ khui hộp coi là nó rõ bưng bưng hay không nha. Đây là một cái sản phẩm bảo đảm các bạn sẽ rất ngạc nhiên của thương hiệu LED Laser nổi tiếng. À, LED Laser hôm kia gì đó mình cũng quay một cái ví nhưng mà có đèn pin. À, bằng cái ví cái đèn pin một cái thương hiệu nổi tiếng của Đức các bạn. Cái thương hiệu này đã được cái tập đoàn Lindemann họ mua luôn rồi, thâu tóm luôn. Và đây là một cái sản phẩm mà mấy anh bên hãng anh nói vui vui là cái sản phẩm được hãng lấy laser họ buồn quá trong cái thời gian Covid, họ buồn quá, họ rảnh quá, họ ngồi họ sáng tạo ra cái đèn pin này. Đèn pin cầm cái đèn pin nó có chức năng 4 cái đầu. Đây, mặt sau các bạn là những cái thông số có chỗ mình gắn cái sạc nè. Rồi những cái đầu rồi sạc thì vẫn bằng micro USB. Và cái này cân nặng kích thước thời gian sạc pin. Những cái này mình sẽ đưa thông tin lên website và mình để cái link để các bạn theo dõi. Rồi, sau khi mình cập nhật cái này nha. Rồi bây giờ chủ yếu là khui ra coi nó độc đáo như thế nào. Line 4 in 1 tool. Nó có gì lạ? Worker friend. Đó, các bạn thấy một cái đầu nè, hai cái đầu, ba cái đầu, bốn cái đầu. Và cái độ sáng nó ghi ở đây 280 lumen. Rồi, nói chung là mình mới vừa nhận được và mình thấy nó cũng lạ lẫm lắm. Mình khui ra cho các bạn coi nó lạ như thế nào. Mới đầu khui ra mình cũng không hiểu nó là cái gì luôn á. Đây, mình bưng cái bộ này ra đâu. Đó. Sẽ lấy cái miếng giấy ra coi trước nha. Đó, nguyên cái bộ nó nè. Rồi, lấy miếng giấy ra. Miếng giấy hướng dẫn nằm ở dưới nè. Đó. Hàng rất độc. Cái gì đây, giống như dao kéo vậy trời. Nó mô phỏng cái ánh sáng phát ra. Mô phỏng ánh sáng phát ra mà nhìn giống như là lưỡi dao vậy đó. Rồi, thôi, nó cũng lòng thòng lắm, khỏi coi đi. Giờ coi, nói thẳng luôn ở trong cái bộ này các bạn. Đây là một cái đèn pin chính. Đó, đèn pin chính. Có một cái chỗ sạc bằng cổng micro USB ngày xưa tới giờ chưa được nâng lên C. Đó. 05 năm 2020 không biết phải cái số tháng không á, mình nghĩ là tháng 5 năm 20 là thời điểm mà Lindemann sáng tạo ra cái chiếc đèn này quá. Logo LED laser ở đây và cái đèn làm bằng thép cực kỳ chất lượng, nhìn đã lắm. Mát lạnh luôn. À, những cái vát cắt xéo 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 kim cương là làm cho cái cảm giác cầm nó rất là chắc chắn ha, rất chắc chắn. Đây là cái chỗ mà chứa pin này các bạn, ăn vặn ra đó, có một viên pin ở trong này và pin này pin sạc, pin nổi tiếng của LED Laser Made in China. Pin nè, dung lượng 18.650 đó, những cái thông số pin. Rồi. Đó. Nắp đậy đây. Nó như những cây đèn pin LED laser khác. Nhưng mà nó có gì đặc biệt. Điểm đặc biệt nó không nằm ở chỗ pin hay là này kia đâu. Cái này thì cái nào cũng có rồi. Rồi. Đóng cái chốt lại ha. Đóng cái chốt sạc lại cho nó chặt. Nó khỏi vô nước. Rồi đây là cái nút bấm. Mở đèn pin hết. Đây là cái đầu. Rồi, điểm đặc biệt là nằm trong cái bộ này các bạn. Đây là cái dây sạc, rồi bỏ qua bên đây. Quá quen thuộc. Đây là bốn cái đầu, bốn trong một. Đầu tiên là một cái đầu đèn pin. Gắn vô nè. Cúp một cái ra cái đèn pin liền. À, sáng nè. Các bạn nhìn trong kính dễ dễ ha. Đó, đó. Cực kỳ sáng luôn. Cái này xa lắm. Ở đây mình rọi xuống cầu công lý được luôn á. Cái đèn này cực kỳ sáng nè. Đó, đây. Các bạn nhìn. Zoom. Zoom in, zoom out ha. Zoom in, zoom out bằng cách là mình rút nó ra thôi.
Đó các bạn, đây là cái đầu gọi là 4 trong 1, nhưng mà là cái đầu đầu tiên ha, zoom in zoom out bằng cách là mình đó. Cái đầu đầu tiên có zoom in zoom out. Rất đã. Là một cái đèn pin bình thường đang có thị trường ha. Tắt, mở rất đơn giản, một cái đèn pin cao cấp sensor của LED laser. Khi các bạn tháo ra ha, các bạn đây là có cái mũi tên này, mình đẩy xuống một cái là nó giăng cái đầu ra thôi, rất dễ. Đưa vô thì các bạn đẩy xuống một cái, nó hít vô cái cụp rồi mở đèn là xong. Tháo. Đó, tháo ra, bập giăng ra một cái đầu. Đó là cái thứ nhất. 1 trên 4. Rồi, cái thứ hai các bạn, đây. Cái thứ hai có một cái dây cao su ở trong này, nó làm bằng một cọng thép dẻo ha, mình có thể uốn được. Và đây là cái đầu đèn pin gắn vô cũng y chang như vậy ha. Đây, gắn vô là ở trên, các bạn đẩy xuống đó, cập hết vô đây đó. Cái này để làm gì các bạn? Để dành cho những người giống như mình đi chơi mô tô nè, ban đêm lỡ hư xe hư máy, sửa máy ở trong rừng thì bắt đầu lòn nó vô, thả cái đèn pin này xuống dưới xong rồi lòn lòn cái cọng dây này vô 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 soi tít ở trong hốc ha. Những người thợ máy sửa máy, rồi những người thậm chí là nha khoa hoặc là bác sĩ, hoặc là cần những cái đèn pin mà nó lòn 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 vô trong hốc đó, những cái hốc nhỏ đó, thì các bạn dùng cái đèn pin này. Nó có một cái cọng dây đây coi, hai nè, 40 các bạn ha, hai găng tay 40 cm để mình thọt nó vô những cái chỗ nào trong hốc trong hẻm mà mình thích nó, thậm chí mình quấn vòng 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 này cũng được nè. Đó, cái điểm đặc biệt đó là cái chân này nè các bạn, nó là bằng 500 cho nên là nó hít trên những cái bàn bằng sắt hoặc là trên cái chiếc xe của mình. Ví dụ đây là cái dao mình, là cái mặt bàn đây ha, đó, mình để đây thì nó hít nè, đó hít rất là mạnh ha. Thì những cái chỗ mà ví dụ mình sửa máy sửa xe đó, thì mình hít vô một cái, hít vô cái xe hoặc là hít vô bên hông cái xe hoặc là những cái chỗ nào bằng sắt á, thì nó dính cái đèn cứng ngắt ở đó, thì bắt đầu mình bẻ cái cọng dây mình lòn xuống, mình chọt nó vô cái chỗ nào mình cần soi sáng ha, thì mình để im đó mình soi. Thì những người mà đi xe, là sửa xe, làm xe hoặc là cơ khí, nói chung là rất nhiều cái ngành nghề rất thích cái này ha, rất thích cái đèn này đó. Những cái chỗ nào bằng sắt thì nó hít vô được, rồi bắt đầu mình bẻ đi uốn theo và mình soi sáng những cái gì mình cần thiết ha. Đó là cái điểm hay. Rồi cái này vẫn có zoom các bạn ha, mặc dù cái đầu nó uốn được ha, uốn dài được 20 40 cm, uốn dài được 40 cm, nhưng mà nó vẫn có zoom nè. Đó, các bạn cũng rất là đơn giản, làm bằng thép cực đẹp luôn. Các bạn có thể zoom zoom in zoom out được và vặn ra để mình thế bóng thay bóng hay cháy gì đó, các bạn cũng có thể vặn ra được ha, mở ra mở vô rồi zoom in zoom out. Rồi đó là cái đầu thứ hai. Khi các bạn lấy ra thì cũng có chỗ này các bạn đã hất xuống cái bung ra thôi, xong, quá dễ dàng. Khi các bạn quấn lại bỏ trong hộp thì nó quấn kiểu này đó, cực kỳ hay luôn. Rồi các bạn, hai cái rồi, bây giờ tới món thứ ba là cái gì đây? Wow, cũng là một cái đèn có một cái cọng dây uốn vòng vòng gắn vô cập xong. Wow, cái dây này cũng hai găng tay các bạn ha, hai găng tay 40 cm. Đó, cái dây đen các bạn có thể uốn vòng vòng các kiểu luôn. Cái này để bấm lên coi. Đó, chút xíu vậy thôi. Này. Đó, cái này dành cho những người nha sĩ đó, coi soi cái miệng mình nè. Nha sĩ, không? Anh nào làm nha sĩ cái này là rất hấp dẫn nè. Các bạn các anh nha sĩ hoặc là bác sĩ có thể gắn cái đèn trên bàn nè, gắn cái cụp đó, gắn cái cụp nó hít lên rồi bắt đầu chỉ cái này vô miệng để làm răng ha. Ngó chỉ vô miệng làm răng, hoặc là nói chung là soi những cái gì mà nó nhỏ, mình lòn vô những cái hốc chút xíu thiệt là nhỏ, không có cái đèn nào soi được, thì các bạn chọt cái này vô tít ở trong sâu để mình soi bên trong. Là cái đèn này một cái bóng led chút xíu thôi, nhỏ như cái hạt đậu nhỏ thôi các bạn ha. Đó, cái này thì không có zoom gì nha, nó chỉ siêu sáng với một cái bóng đèn cực nhỏ thôi, nhưng mà là rất siêu sáng các bạn thấy nè. Bắt Đó, giấy được không ta? này nhiều trò lắm nha. Nhớ nha các bạn, cái này rất nhiều trò. Các bạn thích thì các bạn chọt dài nè, đó, soi soi soi, còn thích các bạn quấn lại nè, đó, quấn gọn lại đó, thành cái đèn pin với một cái điểm sáng đèn led đó, siêu sáng đây.
Rồi đó là món thứ ba, mở ra quá hay cho một cái đèn 4 trong 1 luôn. À, này là bác sĩ nha sĩ, này là thợ máy nè, đó, thợ máy đi xe mô tô các kiểu ha. Rồi những cái chỗ nào mà tiết trong hốc mà không có lòn được cái dây lớn này thì dùng cái dây nhỏ này lòn luôn. Rồi cái này là cái bình thường và cái đây là cái cuối cùng. Ây xa, một cái đèn, wow, LED laser, cái này có cái mặt cho nên họ ghi được, in được cái logo lên đây. Cái đèn này đố các bạn biết là đèn gì? Wow, một cái đèn học bài các bạn ơi, quá đẹp. Đây, để trên bàn. Cái bàn phải có miếng sắt như vậy nè ha. Đó, quay qua đây. Rồi cái này các bạn có thể xoay vòng vòng, các bạn thích cái logo mà hướng vô mình thì các bạn quay hướng mình nè. Đây, quá xá đẹp luôn, tuyệt vời. Cái này mình để được một cái góc vuông thôi, là các bạn đẩy lên là nó thẳng, rồi có thể đẩy ngược cái gì luôn. Các bạn có thể soi ánh sáng ngược từ ở dưới lên, rồi đó, nó vuông góc hoặc là thẳng lên về, nó có được nấc nấc, nó kêu rắc 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 ra đây rất là đã ha. Đó, đó, đèn học bài. Nếu mà cái bàn mình mà có chỗ mà sắt nó hít vô một cái á, thì đó, nếu mà để đứng thì nó cũng hơi bị, nó không có chân ha, nó không có chân, nó bị dễ rớt, dễ nghiêng. Nhưng mà khi mà cái bàn mà có cái miếng sắt á, có miếng sắt á thì nó hít cứng ngắc à. Đó các bạn, học bài sáng rực, LED laser đảm bảo là cái đồ sáng phải nói là tuyệt vời luôn. Rồi đây là cái đèn thứ ba, thì cái đèn thứ bốn. Đây là cái đèn học bài và cái này cũng không có chỉnh được ha. Các bạn không có zoom gì được, không có chỉnh tăng. Bấm một cái tắt, bấm cái thứ hai sáng, bấm cái thứ ba sáng hơn, bấm cái thứ tư tắt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Như vậy nó có 3 cái chức năng thôi. Tắt, mở mờ và mở sáng rực. Rồi, bung ra. Tuyệt vời. Đó là cái đèn LED laser 4 trong 1 mà cái anh phân phối, anh nói vui vui là cái đèn này được sinh ra trong thời Covid, do những anh kiến trúc sư, những anh kỹ sư ở bên hãng, anh đang rảnh, anh ngồi anh nghĩ ra được cái đèn này các bạn. 4 trong 1, rất là hấp dẫn dành cho mọi người. Các bạn là thích công nghệ tái máy, tò mò, thích cơ khí, thích vọc vạch, sửa chữa nhà cửa linh tinh lang tang các kiểu luôn, đều dùng được cái bộ đèn này 4 trong 1. Giá của cái bộ này theo các bạn là bao nhiêu? Các bạn đoán cái bộ này bao nhiêu? Giá chính thức được bán tại thị trường Việt Nam 2,5 triệu. Mình cho là giá cực tốt các bạn ha, giá cực tốt. Và giá nghe nói trên website hãng nó gần 3 triệu đồng. Ở Việt Nam sẽ bán chính thức chính hãng 2,5 triệu và sẽ có hàng trong ngày mai luôn. Rồi các bạn, mình xin kết thúc cái video này ở đây. Một bộ đèn pin 4 trong 1 rất độc, rất lạ và mình nghĩ là phù hợp với mọi người. Và xin nhắc lại với các bạn là cái video này mình được quay bằng cái máy ảnh Sony ZV-1 chuyên dành cho những vlog, những người thích làm vlog. Và đây là cái video đầu tiên mình quay bằng cái máy này. Các bạn coi là các bạn có thích những cái hình ảnh mà được quay bằng cái máy này không ha. Có gì comment ở phần comment cho mình biết coi các bạn đánh giá thế nào về chất lượng của cái video này. Bây giờ là 7 giờ tối rồi các bạn, cho nên là những cái hình ảnh mình nghĩ là nó thiếu sáng và được quay trong một cái phòng và bên ngoài tối thui, cho nên là hy vọng là nó vẫn cho những cái chất lượng ảnh đẹp. Chào tạm biệt các bạn.